Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện Quan Hóa có nhiều hộ gia đình bị mất nhà cửa, tư liệu sản xuất, rơi vào tình trạng tái nghèo và nghèo phát sinh. Chính vì vậy, trong năm 2018, huyện Quan Hóa sẽ không hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo. Sau mưa lũ, huyện Quan Hóa có 48 hộ tái nghèo và nghèo phát sinh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu giảm nghèo chung của cả huyện trong năm 2018. Theo chỉ tiêu được giao, năm 2018, huyện Quan Hóa phải giảm nghèo cho 809 hộ, nhưng huyện chỉ giảm được 795 hộ nghèo. Để tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn, huyện Quan Hóa đang tập trung hoàn thiện mặt bằng tái định cư cho các hộ dân trong vùng bị sạt lở, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Cách đây khoảng 2 tháng, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, khu du lịch Hải Tiến và các xã phụ cận đặt trên địa bàn xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa tạm thời dừng hoạt động. Tuy nhiên, khối lượng rác còn lại tại đây vẫn chưa được xử lý, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, khiến người dân xung quanh bức xúc. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo tạm thời không tiếp nhận thêm rác, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan lên kế hoạch nhanh chóng sửa chữa khắc phục hư hỏng lò đốt để sớm đưa nhà máy vận hành trở lại, giải quyết lượng rác tồn đọng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một khối lượng lớn rác chưa thể xử lý, không thể chuyển đi, khiến cho người dân xung quanh phải hứng chịu cảnh ngày đêm ô nhiễm. Nếu như cái nhà máy này không hoạt động được thì rác thải thì cũng phải theo cái sự chỉ đạo chung, thì cũng phải thống nhất để rồi thu gom đưa ra khỏi địa bàn. Đến các cái bãi rác được phép cho phép hoạt động thì lại phải vận chuyển đi. Hiện nay là về phía hợp đồng địa phương, có hợp đồng với công ty Long Bình của địa phương thì hàng ngày thì người ta vận chuyển đi nơi khác. Sáng nay, Công an tỉnh đã tổ chức trao thư khen tiền thưởng của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và ma túy. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thư khen của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Hoàng Hóa, mỗi đơn vị 15 triệu đồng, trao thưởng số tiền 10 triệu đồng của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an huyện Quan Hóa. Đây là những đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt xóa chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền khoảng 600 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều trẻ nhỏ mắc chứng tự kỷ. Đây là một dạng khuyết tật thần kinh lan tỏa xuất hiện sớm ở trẻ nhỏ và kéo dài. Đến nay, vẫn chưa rõ nguyên nhân và chưa có thuốc chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu phát hiện và can thiệp hỗ trợ kịp thời, chứng tự kỷ sẽ được khắc phục tích cực. Từ trước đến nay, đa số phụ huynh đều cho rằng nguyên nhân khiến trẻ mắc chứng tự kỷ là do môi trường sống, do gia đình ít quan tâm. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào. Hiện không có xét nghiệm y khoa hoặc xét nghiệm máu cho chứng tự kỷ. Vì vậy, các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý, các nhà giáo dục thường đánh giá hành vi của trẻ thông qua các bộ công cụ đã được kiểm nghiệm. Mỗi đối tượng trẻ để sàng lọc và đánh giá thì bao giờ chúng tôi cũng phải sử dụng kết hợp ít nhất là 4 bộ công cụ cho một đối tượng. Và trên cơ sở phân tích kết quả của 4 bộ công cụ đó và với kinh nghiệm của các kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia thì chúng tôi mới đưa ra một cái kết luận cuối cùng là nguyên nhân của những khó khăn của trẻ, đồng thời đề ra những cái biện pháp có thể can thiệp giáo dục trẻ như thế nào. Hội chứng tự kỷ dễ bị nhầm với tình trạng chậm nói, chậm phát triển hay một số bệnh khác như khuyết tật thính giác. Do đó, để xác định chính xác trẻ có bị tự kỷ hay không, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám sàng lọc và được tư vấn bởi các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, giáo dục để có chẩn đoán chính xác và phương pháp can thiệp phù hợp. Mặc dù Nghị định 115/2018 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 đã quy định rõ phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng đối với những người bán thức ăn không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín. Thế nhưng hiện nay, vẫn đang có rất nhiều người bán hàng không chấp hành quy định này. Tại nhiều quán ăn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, rất nhiều người bán hàng vẫn chưa thực hiện việc đeo găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín. Đối với những người bán hàng có đeo găng tay thì lại tay đeo tay không, thậm chí còn dùng chính găng tay đó để tiếp xúc với thực phẩm và làm nhiều việc khác, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn, mất vệ sinh. Trong khi đó, lực lượng chức năng lại rất khó có thể kiểm soát và xử phạt được hết các trường hợp vi phạm. Về cái việc mà xử lý các cái cơ sở mà không chấp hành cái việc sử dụng găng tay trong chế biến, trong sản xuất thì thực ra cũng rất là khó khăn. Bởi vì là cái thời điểm mà mình họ thao tác thì họ lại không đeo. Nhưng mà cơ quan trước khi mà cơ quan chức năng đến thì họ lại sử dụng.
Như vậy là cũng rất là khó bắt được quả tang mà để phạt tận tay. Mặt khác, Nghị định 115/2018 của Chính phủ cũng chưa quy định cụ thể loại găng tay nào được dùng để bán thức ăn chín, thời gian dùng một đôi găng tay trong bao lâu. Do đó, để nghị định thực sự phát huy được hiệu lực, hiệu quả thì phải quy định chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng người bán hàng chỉ đeo găng tay theo kiểu đối phó. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 22 tháng 10, mưa lớn gây ra lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản tại hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang. Tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, mưa lũ làm một người thiệt mạng và một người khác mất tích, hai người bị thương. 6 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà bị thiệt hại, trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Rịa bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, mưa lũ làm sạt lở ta luy dương tuyến quốc lộ 279 Yên Thành vào trung tâm xã, khiến giao thông ở Bản Rịa bị cô lập hoàn toàn. Còn tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, 9 nhà dân đã bị lũ quét làm sập hoàn toàn, 87 nhà bị ngập úng, nhiều tài sản và hoa màu của người dân bị hư hỏng, nhiều tuyến đường liên thôn bản bị lũ xói mòn, sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 300 triệu đồng với hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với công ty Delta Galin Việt Nam tại cụm công nghiệp Cát Trinh, huyện Phù Cát. Công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Galin Việt Nam phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất với tổng lưu lượng 300 mét khối một ngày đêm, được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung và xử lý trước khi xả ra kênh Đồng Đế. Kết quả phân tích nước thải sau xử lý của công ty này cho thấy một số chỉ tiêu vượt nhiều lần so với giấy phép xả thải đã được cấp. Kể từ khi mô hình nuôi tôm trên cát ven biển được triển khai, diện tích nuôi tôm ở Hà Tĩnh liên tục tăng lên, song tình trạng nước thải từ các ao nuôi tôm trên cát ở Hà Tĩnh đang gây ra rất nhiều bất cập, trong đó đặc biệt phải kể đến nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xâm nhập mặn đe dọa sự sống còn của các rừng phòng hộ, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh khiến người nuôi tôm lao đao và tác động xấu đến đời sống sản xuất của người dân nơi đây. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai dự án, nhiều trang trại nuôi tôm không tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, dẫn đến những tác động tiêu cực đối với môi trường xung quanh. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện tại 60 tỉnh thành trên cả nước đã chi vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền lên đến 10.000 tỷ đồng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có hai nguyên nhân chính gồm cơ chế chính sách và lạm dụng trục lợi bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế. Ngoài ra, việc bội chi còn do giá dịch vụ y tế tăng khi nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển nhiều kỹ thuật cao tương đương với trung ương. Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Cường ở thành phố Hải Phòng, Trần Hữu Trọng ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thế Tùng và Lãnh Văn Hồng cùng chú tại tỉnh Hải Dương. Trước đó, ngày 18 tháng 10, cả 4 đối tượng mang theo khẩu súng K-59 đến nhà một người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai để đòi tiền. Tại đây, đối tượng Hồng đã lên đạn và dùng báng súng đánh vào đầu nạn nhân. Súng cướp cò làm viên đạn bắn vào tường bê tông và bật ngược lại, làm nạn nhân bị thương. Công an thành phố Pleiku đã bắt giữ cả 4 đối tượng, thu giữ một khẩu súng K-59 cùng 2 viên đạn, một khẩu súng bắn đạn bi và một khẩu súng tự chế dạng bút dài khoảng 22cm. Tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Skyfood số 181/12 Nguyễn Trường Tộ, phường Ia Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu vừa phối hợp với công an phường kiểm tra phát hiện tại đây đang sản xuất các loại nước chấm, tương ớt và gia vị không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tổ công tác còn phát hiện tại cơ sở này còn sử dụng chất phụ gia tạo màu đã hết hạn sử dụng. Hiện tổ công tác đã niêm phong 17 thùng loại 200 lít và 17 thùng loại 20 lít sản phẩm ớt xay và một số chai phụ gia tạo màu công nghiệp đã hết hạn sử dụng để tiếp tục điều tra xử lý. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên xương khớp trên website xươngkhớpminhthang.net, sk1.đongyminhthang.net, bởi quảng cáo có nội dung sai quy định, không đúng sự thật. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyên cáo người tiêu dùng không đặt mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên xương khớp tại một số website nêu trên. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.